sau khi thành thần liền gia nhập group chat mở ra thần quốc trung cực thuế biến hệ thống nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thần giới bắc minh thần thành lạc nguyệt thư viện lạc nguyệt thư viện một gian trong tu luyện mật thất một cái tuấn lãng thẳng tắp người trẻ tuổi chính đắm chìm vào trong tu luyện người trẻ tuổi tên là sở huyền ca là một cái xuyên việt già Sở Huyền ca từ từ mở mắt, từ xuyên Việt thần giới đến hiện tại, tu luyện 20 năm, hôm nay tất yếu mở ra thần quốc, bằng không, đời này kiếp này đều vô vọng thành thần. Sở huyền ca tư chất tương đối kém, tu luyện 20 năm mới khó khăn lắm đạt tới mở ra thần quốc tiêu chuẩn thấp nhất. Đây là phụ mẫu không chối từ khổ cực, ở thần vực biên hoang liều chết trinh phạt, lấy chiến công cho hắn đổi lấy tiến vào lạc nguyệt thư viện cơ hội, có danh thần chỉ đạo hơn nữa phụ mẫu đem tích lũy tài phú toàn bộ đổi thành tài nguyên tương trợ kết quả. Dù vậy, ta hiện tại mở ra thần vực cũng mới chỉ có 60% xác suất thành công. Sở huyền ca nắm chặt song quyền, trong mắt hiển lộ hiện ra vẻ dữ tợn, cho dù là vì không cô phụ cha mẹ nỗi khổ tâm, ta cũng nhất định phải thành công. Nếu không, lần này bị thư viện quét xuống, ta liền thật không có cơ hội, hít sâu một hơi. Sở Huyền ca điều chỉnh trạng thái của mình, nhất niệm dẫn ra thiên địa, một phiến hỗn độn dáng lâm, linh hồn đầu nhập hỗn độn, hai tay hóa kiếm, thi triển Lạc Nguyệt kiếm pháp, tất yếu muốn hỗn độn bổ ra. Hóa thành một phiến thiên địa. Một khắc đồng hồ, Sở Huyền ca chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào. Hai khắc đồng hồ, Sở Huyền ca linh hồn trở nên trong suốt ba khắc đồng hồ sở huyền ca thể xác phun ra một ngụm máu sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh tương đương tương đương tương đương cái kia hỗn độn không ngừng bị bổ ra lại không ngừng khép lại phân phân hợp hợp rốt cục ở bốn khắc sau sở huyền ca cảm giác ý thức mơ hồ linh hồn liền muốn nhịn không được tán đi lúc hỗn độn bị triệt đề tách ra không còn khép lại thanh khí lên cao hóa thiên trọc khí hạ xuống thành đĩa đó là một mảnh một nghìn thước vuông tiểu thiên địa, đó là thuộc về sở huyền ca thần quốc. Ở thần quốc thành hình một khắc này, một cỗ dồi dào lại ôn hòa lực lượng chút vào sở huyền ca thể nội, để hắn linh hồn cấp tốc khôi phục, không chỉ như thế, hắn khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy, như sóng to gió lớn một dạng khuếch tán mà ra. Mật thất vách tường, mặt đất, khung đỉnh, sáng lên từng mảnh từng mảnh huyền diệu hoa văn, đem cái kia khí thế kinh người ngăn cản ở trong mật thất, không có tiêu tán ra một tia. Khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, sở huyền ca bỗng nhiên mở ra hai mắt, một mảnh nhật nguyệt tinh thần chiếu vào trong đó. Thể nội cỗ kia rồi rào lực lượng hoàn toàn bị chuyển hóa thành hắn bản thân lực lượng. Sở huyền ca nắm quả đấm một cái, cảm thụ được tự thân cường đại, hưng phấn toàn thân phát run còn chưa chờ hắn tinh tế trải nghiệm tự thân biến hóa trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ keng chúc mừng ký chủ mở ra thần quốc trở thành hạ vị thần đạt thành điều kiện phát động trung cực thuế biến hệ thống keng ký chủ mở ra thần quốc phát động trung cực thuế biến thần quốc trung cực thuế biến bên trong keng thần quốc trung cực hoàn thành lột xác từ phổ thông thần quốc lột xác thành vạn pháp diệu hữu chư bàn tự tại thập trọng thiên sở huyền ca còn chưa kịp phản ứng, liền tự động đi tới thần quốc bên trong. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có một nghìn bình phương, trụi lùi thần quốc sớm đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tương đương tương đương tương đương toàn bộ thần quốc bị chia làm thập trọng, thần hà đầy trời, hào quang rực rỡ, từng con tiên hạc bay múa, long phượng hòa minh, toàn bộ thần quốc tràn ngập một cỗ hết sức huyền diệu khí tức. Đó là pháp tắc cùng đại đạo sen lẫn sở huyền ca đứng ở tầng thứ 10, như quan sát chư thiên vô thượng tồn tại. Mà mặt khác cửu trọng thiên bên trong, có từng đạo thần ảnh chiếm cứ, đang hướng hắn dập đầu kính bái, huyền diệu tán tụng tiếng vang vọng thập trọng thần quốc. Nhìn xem từng đạo từng đạo thần ảnh, để sở huyền ca trong lòng liền hiện lên những cái này thần linh tục danh. Thái nhất đại thần, Tây vương mẫu, hạo thiên thượng đế, nữ hoa nương nương đó là a di đà phật thích già mani Gaia, eris Rớt odin những cái này thần ảnh mặc dù nhìn lên không chân thực có chút hư ảo thế nhưng là đều cường đại dị thường thần bí cuồn cuộn bọn hắn đều là pháp tắc cùng đại đạo hiển hóa mặc dù bọn hắn đều đang hướng sở huyền ca hạ báy đối với hắn tụng khen miệng nói hắn là chư thần chí tôn nhưng sở huyền ca biết rõ, hắn hiện tại không cách nào đi chỉ thị những cái này đạo chi hóa thân làm bất cứ chuyện gì. Chỉ ít ở hắn không có lĩnh ngộ nắm vững thần quốc bên trong pháp tắc đại đạo phía trước, hắn không cách nào chi phối những cái này thần anh. Sở huyền ca đầu có chút mơ hồ, vẫn nhìn thần hà dậy sóng, khắp nơi đan sen pháp tắc cùng đại đạo thập trọng thiên, hắn nội tâm có cỗ cực độ không chân thật cảm giác người khác mở ra thần quốc vừa bắt đầu không có cái gì khắp nơi trụi lùi pháp tắc cùng đại đạo đều muốn đau khổ lĩnh ngộ đến lấp đầy hoàn thiện thần quốc mà ta thần quốc pháp tắc cùng đại đạo xen lẫn thần quốc càng hoàn thiện thần minh lại càng cường đại đây cũng là thần linh tiến giai chi đạo mà sở huyền ca thần quốc không hiện tại có thể xưng là một phương thần giới đã cực điểm hoàn thiện hắn cảm thấy ở thần giới bên trong bất kỳ một cái nào thần linh thần quốc đều không có hắn cái này tiểu thần giới bên trong đại đạo càng thêm toàn diện cùng hoàn thiện quản tri là trí cao thiên giới chúa tể thần quốc bên trong đại đạo hơn phân nửa cũng kém hơn hắn càng hoàn thiện một bước lên trời người khác trở thành hạ vị thần là bước lên điểm xuất phát mà ta đứng ở điểm cuối cùng sở huyền ca cảm thấy đầu choáng váng thậm chí ngay cả hưng phấn cùng kích động những cái này cảm xúc đều quên sở huyền ca hoa thời gian rất lâu mới dần dần tương đối bình tĩnh một chút hít sâu một hơi thần quốc lột xác thành thần giới chỉ có chủ thần đột phá thần vương lúc thần quốc mới có thể đi theo hóa thành một phương thần giới bất quá ta cũng không phải là thần vương hẳn là ta không có nắm vững thập trọng thiên bên trong pháp tắc cùng đại đạo Mặt khác, thần quốc mặc dù lột xác thành thần giới, có thể chỉnh thể diện tích vẫn như cũ chỉ có một nghìn bình phương. Quá nhỏ, khai thác thần quốc cần tín ngưỡng chi lực, cái này có hơi phiền toái, bị thần giới phát hiện tiểu thế giới, đều đã bị chiếm cứ, muốn tìm một phương thế giới hoàn toàn mới đi phát triển tín đồ. Cơ hồ không thực tế ở thần giới lưu thông tiền tệ chính là tín ngưỡng chi lực trừ bản thân phát triển tín đồ có thể thu được tín ngưỡng chi lực bên ngoài mặt khác thu hoạch tín ngưỡng chi lực con đường còn rất nhiều tỉ như đi cho mặt khác thần làm công liền như là hắn trước kia thế giới kia cho người ta làm công thu hoạch tiền lương một dạng bất quá mệt chết mệt sống làm công cũng thu hoạch không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực trừ cái đó ra, có thể đại lượng thu hoạch tín ngưỡng chi lực biện pháp, chính là đi biên hoang chinh chiến, dựa vào giết địch công huân đem đổi lấy tín ngưỡng chi lực thế nhưng cần liều mạng. Tùy thời đều có thể mất mạng. Tín ngưỡng chi lực đối ta rất trọng yếu, nhưng là không nhất thời vội vã. Hiện tại sáng suốt nhất chính là bế quan cái ngàn vạn năm, đến lĩnh hội những cái này đại đạo mới là chính đồ, nếu là có thể nắm vững một loại đại đạo, ta liền có thể bằng này trở thành thiên thần. Đến lúc đó nương tựa theo thiên thần địa vị, có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực biện pháp so hiện tại nhiều hơn nhiều. Sở Huyền ca vẻ mặt vui sướng nhìn xem những cái kia đại đạo hóa thành thần ảnh, từng cái thần ảnh đều đại biểu cho một loại đại đạo. Mặt khác thần lĩnh hội một loại đại đạo, muôn vàn khó khăn, thậm chí có chút thần một đời đều không thể đụng chạm đến một loại đại đạo, mà hắn là tùy thời có thể quan sát đại đạo tuy nói lĩnh ngộ những cái này đại đạo không giống uống nước ăn cơm một dạng đơn giản nhưng chỉ cần tốn thời gian đi tìm hiểu cho dù là một con lợn đều có thể nắm vững những cái này đại đạo trung cực thuế biến hệ thống trung vị thần thượng vị thần thiên thần chủ thần thần vương thần đế trí cao chúa tể ta có cái này thập trọng thiên những cảnh giới này đối ta sẽ không có chút nào bình cảnh chỉ cần không ngừng mở rộng thập trọng thiên chỉ cần không ngừng lĩnh hội đại đạo chí cao chúa tể đối ta mà nói không có cái này trung cực thuế biến hệ thống tương trợ ta nói không chừng còn có thể dòm ngó chí cao chúa tể phía trên cấp độ giờ khắc này sở huyền ca trong lồng ngực hào tình vạn trượng thoải mái đầm đìa trong đôi mắt khai thiên tích điện nhật nguyệt tinh hà chuyển động vô số đại đạo sen lẫn thần ảnh lễ bái làm hắn như một tôn dựng đứng tại chư thiên phía trên cái thế thần đế keng kiểm chắc đến chư thiên vạn giới group chat mời phải chăng gia nhập phải không sở huyền ca ngoặc kép sau khi thành thần liền gia nhập group chat chư thiên vạn giới group chat nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com sở huyền ca có chút mộng không phải chư thiên vạn giới group chat là cái gì Đương nhiên, hắn không phải không hiểu group chat là có ý gì, chưa xuyên Việt trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết hắn trong nháy mắt liền lĩnh ngộ chư thiên vạn giới group chat giá trị. Thế nhưng là, nhường hắn không nghĩ ra là, hắn không phải mới vừa vặn thu hoạch được hệ thống sao? Đây lại cho hắn một cái bàn tay vàng. Ân, đây là đang bù đắp hắn 20 năm bị mắt lạnh cùng trào phúng sao? ha ha xem ra hiện tại ta nghĩ không đi lên đỉnh phong cũng khó khăn gia nhập khẳng định gia nhập liền cho ta nhìn xem cái này chư thiên vạn giới group chat bên trong có như thế nào cơ duyên a sở huyền k hai con ngươi lóe ánh sáng keng nguyên sơ chi thần đã gia nhập chư thiên vạn giới group chat chùy thần hoan nghênh tân nhân vào hố không là vào quần trong quần có quy củ tân nhân thêm quần cần bạo chiếu nam nữ trang anh 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 nữ trực tiếp anh 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 đại tần long đế hoan nghênh tân nhân quần địa vị trừ một ân vị này người mới danh tự có chút phách lối a à, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất hừ tân nhân cũng muốn nhảy múa sao tả vương chân nhãn tả vương chân nhãn là mạnh nhất hỏa quyền tân nhân chạy mau, trong quần này đều là bệnh tâm thần, chạy, chạy mau, trì thần, tương đương tương đương tương đương cái kia gọi hỏa quyền, đừng để ta biết ngươi là ai, cũng đừng để cho ta bắt được ngươi. Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, thiếu khuyết một trận đánh đập, đại tần long đế, chậm tán thành, tà vương chân nhãn, tán thành cộng một, hỏa quyền, các ngươi đám này bại não, đến bây giờ còn không hiểu rõ sao chúng ta ở vào thế giới khác nhau có bản lĩnh các người mẹ nó vượt qua thế giới đến đánh ta a à, có bản sự ngươi qua đến a à, jpg tương đương tương đương tương đương trong quần trầm mặc một hồi lâu đại tần long đế tân nhân vì sao không đáp lời tà vương chân nhãn tương đương tương đương tương đương cái này còn không đơn giản sao khẳng định bị cái nào đó trùy thần dọa sợ trùy thần liền bị dọa bây giờ tân nhân a à, tâm tính là một giới không bằng một giới không có chủ quần tăng thêm ta chỉ có sáu người sao những tên này ta biết đại khái bọn hắn thân phận Trì thần hẳn là ma vô vũ trụ tho đại tần long đế hơn phân nửa là thủy hoàng đế doanh chính tả vương chân nhãn chunibio demo coiga tai bên trong nhân vật nữ chính takanashi ricker còn có ta nguyện ngươi làm mạnh nhất con hàng này nếu như không phải tự kỷ kia liền là Hokage bên trong Uchiha Madara. Hỏa quyền, hẳn là hải tặc vương bên trong ấy. Sở huyền ca yên lặng nhìn xem quần viên phát biểu, quen thuộc một lần group chat đủ loại công năng về sau, sau đó phát ra một đoạn văn. Ta chính là nguyên sơ chi thần, chính là tất cả thần thoại khởi nguyên, vô tận thế giới mở đầu, tất cả sinh mệnh đầu nguồn. Tín phụng ta người, sẽ được chư thiên tạo hóa, đăng lâm thiên đạo, vạn kiếp bất hủ, trùy thần đại tần long đế, tà vương chân nhãn, hỏa quyền, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, luận cuồng, ta nguyện xưng tân nhân là mạnh nhất, sở huyền ca không nói gì nữa, hắn đã xác định làm như thế nào cùng quần viên ở chung. Nghĩ tới nghĩ lui, những cái này quần viên mỗi cái đều đại biểu một cái thế giới, cái này đối hắn ý nghĩa rất lớn, nếu như có thể đem năm cái thế giới bên trong người đều phát triển trở thành tín đồ khi đó hắn sẽ đạt được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực tương đương tương đương tương đương cái này cần hắn đem trong quần năm người này phát triển trở thành bản thân thần sứ từ bọn hắn thay mặt mình ở riêng phần mình thế giới truyền bá tín ngưỡng cho nên hắn mới có thể phát như vậy một đoạn cực kỳ trang bức lời nói cái này bức hắn nhất định phải trang lại nhất định phải trang cực kỳ êm dịu lại, vì bảo trì thần bí tính, hắn cũng không thể ở trong quần cùng những cái này quần viên hòa mình, tận lực ít phát biểu, cần bảo trì một loại thái độ cao cao tại thượng. "Trì thần, tân nhân, ngươi cái này có chút cần ăn đòn a, là ta nâng không nổi cái búa, hay là ngươi tung bay?" "Dây PG, Hỏa Quyền. Ngươi nói ngươi là cái gì đó nguyên sơ chi thần, ngươi có chứng cớ gì sao?" Tả Vương Chân Nhãn xuất ra chứng cứ bằng không thì chúng ta cô lập ngươi rất hiển nhiên ngươi so với chúng ta bệnh nghiêm trọng hơn jpg đại tần long đế cô lập cộng một ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất cô lập cộng hai sở huyền ca mỉm cười chứng cứ sao hắn nhất định sẽ giả tạo ra một cái chứng cứ đến bằng không thì vừa mới đoạn kia lời nói cũng không phải là trang bức mà là ngu xuẩn nên như thế nào mới có thể đem ta bức cách tăng lên tới cực hạn? Sở huyền ca nghĩ nghĩ, có, hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra một khỏa lớn chừng bàn tay hắc động, sau đó suy nghĩ khẽ động, liền quăng người vào trong hắc động. Sở huyền ca xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận vũ trụ tinh không, hắn thân cao không biết có bao nhiêu trượng, không, đã hoàn toàn không thể dùng trượng để hình dung, mà là lấy năm ánh sáng để hình dung từng khỏa tinh thần so sánh hắn hình thể, quả thực nhỏ đáng sợ, so voi cùng con kiến còn khoa trương. Hắn đứng ở vũ trụ, thần hà tràn ngập không biết bao nhiêu năm ánh sáng, ngoại thân bao trùm lấy từng sợi hỗn độn khí, giống như một tôn hằng cổ bất hủ vô thượng thần đế, thần uy cuồn cuộn. Tương đương tương đương tương đương loại này giải phóng cảm giác, sở huyền ca tâm tình niềm nở ở thần giới bên trong có trí cao chúa tể liên thủ sáng tạo thiên đạo áp chế thần minh đối phá hoại môi trường lực bị vô hạn suy yếu một cái hạ vị thần thần lực công kích liền một khối đá lớn không phá nổi nhưng một khi không thấy thiên đạo áp chế như vậy thần linh lực phá hoại sẽ vượt quá tưởng tượng tương đương tương đương tương đương cho dù là không có thành thần bán thần, không có bị thiên đạo áp chế tình huống phía dưới đều có thể tùy tiện nâng lên một khỏa hàng tinh mà hạ vị thần. Càng là có thể tùy tiện hủy diệt một mảnh tinh hệ. Chính là bởi vì thần minh lực phá hoại quá lớn, trí cao chúa tể mới có thể liên thủ sáng tạo ra một cái trí cao thiên đạo, dùng cái này tới áp chế chư thần đối thần giới phá hoại môi trường tính cho nên thần minh một khi đi tới sơ vị thế giới không có trí cao thiên đạo áp chế một thượng vị thần liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái đại thiên thế giới cho dù sơ vị thế giới bên trong đã đản sinh ra thiên đạo cũng khó có thể áp chế bọn hắn bởi vì bọn họ cấp độ quá cao sơ vị thế giới thiên đạo trong mắt bọn hắn liền như là hài nhi có thể nói như vậy, ở Sở Huyền Ca nhận thức bên trong, hiện nay thần giới cấp độ ở vào tất cả thế giới phía trên, thần giới bên trong một giọt nước rơi vào sơ vị thế giới. Đều có thể đánh xuyên một khỏa tinh thần. Vừa lúc ở mảnh này Tịch Diệt Vũ trụ bên trong kiểm tra một chút ta hiện tại lực lượng, sở huyền ca lấy ra hắc động chính là vùng vũ trụ này tên là tịch diệt vũ trụ vũ trụ bên trong sẽ không sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh hoàn toàn tĩnh mịch là từ thiên thần cấp cường giả sáng tạo tương đương tương đương tương đương cái này tịch diệt vũ trụ được sáng tạo ra chính là vì để thần minh khảo thí bản thân lực phá hoại cũng không quý dù sao thiên thần có thể tiện tay sáng tạo cho nên cho dù là Sở Huyền ca loại này người nghèo gia đình cũng có thể mua lấy một khỏa tùy thân để đó. Ta thần quốc hóa thành thập trọng thiên, mặc dù ta không có phá cảnh, vẫn như cũ ở vào hạ vị thần, nhưng ta chiến lực tuyệt đối không chỉ hạ vị thần. Đi thử một chút a." À. Nhất niệm lên, Sở Huyền ca ánh mắt như hai khỏa mặt trời, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động thân thể, một cỗ đại phá diệt chi lực mãnh liệt cuộn trào ra từng khỏa tinh thần yên diệt, từng mảnh từng mảnh tinh hà biến mất, từng khối tinh hệ bị xóa đi, đại phá diệt chi lực lan tràn không biết bao nhiêu năm ánh sáng, những nơi đi qua thời không phá toái đều là thành hư vô. Hơn một trăm khối tinh hệ bị yên diệt. Bình thường hạ vị thần ra tay toàn lực cũng chỉ có thể đánh vỡ một khối tinh hệ như vậy. Nhìn đến, ta bây giờ lực phá hoại so với bình thường hạ vị thần mạnh chừng hơn một trăm lần sở huyền ca ánh mắt lấp lóe mà bình thường chung vị thần lực phá hoại cũng liền so hạ vị thần mạnh gấp trăm lần mà thôi bởi vậy có thể tính ra ta hiện tại đủ để sánh ngang một dạng chung vị thần đây chỉ là một ngàn bình phương lớn thần giới tăng thêm theo thần giới không ngừng mở rộng ta lực lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh thoải mái Hắn nhìn xem phá diệt vũ trụ, một cái ý niệm trong đầu, từng khỏa tinh thần tái tạo, từng mảnh từng mảnh tinh hà trở về, tinh hệ chưa từng có sinh ra, rất nhanh, vũ trụ liền khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể sáng tạo vũ trụ, thứ này mua lại sau tự động nhận chủ, trong đó có lưu một chút thiên thần lực lượng, chỉ cần không phải lập tức đem vũ trụ phá hư liền có thể mượn nhờ thiên thần lưu lại lực lượng khôi phục vũ trụ cho đến thiên thần lực lượng hao hết mới thôi đồng dạng cái này thiên thần lưu lại thần lực chỉ có thể để vũ trụ khôi phục ba lần liền đủ sở huyền cả ý thức tiến vào group chat bên trong sau đó đem một đoạn này hình ảnh biên chế vào một mảnh tụng khen văn chung phát đến trong quần keng nguyên sơ chi thần upload một phần văn kiện tụng thần thiên, tụng ta người, có thể xem ta chân thân, phụng ta người, ta ban cho thần lực gia trí. Sau khi thành thần liền gia nhập group chat hoài nghi cuộc sống quần viên, tiên thiên nguyên khí. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Văn kiện truyền lên, rất nhanh liền bị download 5 lần, cũng chính là trừ bỏ sở huyền ca quần viên đều download. Trì thần niệm tụng liền có thể thu hoạch được thần lực gia trí thật hay giả ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu nghiêu bức ngay cả ta cái này asgard vương tử lôi thần cũng không dám như vậy cuồng hỏa quyền ngươi không phải truy thần sao tả vương chân nhãn truy thần cộng một đại tần long đế truy thần cộng hai ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất truy thần cộng ba truy thần ta đi mẹ nó truy thần a đây là ta không hiểu ra sao bị kéo đến trong quần về sau, cái này ngu xuẩn quần tự động cho ta sửa danh tự. FCK, các ngươi cho ta quên cái tên này, ta chán ghét cái tên này. Mặc dù trong tay của ta quơ múa là cái búa, sở huyền ca thần sắc cổ quái, như vậy nhìn đến, thò bên kia thời gian tuyến, còn chưa tới lôi thần bộ ba, bằng không thì con hàng này đối với danh tự này cũng sẽ không như thế táo bạo. Một cái ngây thơ tiểu lôi thần, còn không có qua xã hội đánh đập a, à, trùy thần. Được rồi, không nói, ta muốn đi niệm tụng một chút cái này cái gì tụng thần thiên, sờ sờ cái này người mới nội tình. Tân nhân, hy vọng ngươi không phải đang trêu chọc chúng ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, hỏa quyền. Cổ lập cộng 1, Tà Vương chân nhãn. Cổ lập cộng 2, Đại Tần Long đế. Cổ lập cộng 3, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất cô lập cộng 4, ma vô vũ trụ, cửu giới, Asgard. Ở tiên cung bên ngoài, tho thờ ơ quơ quơ miêu miêu trùy, trong lòng nhớ lại tụng thần thiên. Tân nhân là Loki sao? Loại kia cần ăn đòn cảm giác thực sự là quá quen thuộc. Hy vọng đây không phải trò đùa quái đản, bằng không ta nhất định đem Loki cái kia cần ăn đòn đồ chơi nện ra. Thái sơ nhất khí, hóa nhi vi linh, linh hóa thái dịch theo không đến 300 chữ tụng thần thiên một chữ cuối cùng rơi xuống, thò bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ không ổn cảm giác, ý thức chấn động, liền thấy vô tận tinh không? Đó, đó là cái gì? Tho ngơ ngác nhìn xem đạo kia đứng lặng tại vũ trụ trung tâm, tản ra thần hà, bao quanh hỗn độn khí, hắn thân không biết có bao nhiêu năm ánh sáng vô thượng tồn tại, não hải trống rỗng. Bỗng nhiên, đạo kia bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ tướng mạo tồn tại mở ra cặp kia so mặt trời còn lớn hơn vô số lần, so tinh thần còn sáng trói hai con ngươi. Tho tựa như từ trong đó thấy được nguyên một đám vũ trụ mở ra lại yên diệt, dọa đến hắn hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. Tương đương tương đương tương đương lúc này, chỉ thấy cái kia vô thượng tồn tại chỉ là nhẹ nhàng giật giật thân thể, một cỗ đại phá diệt chi lực ra đời, từng mảnh từng mảnh tinh hệ bị yên diệt. Cuối cùng trừ bỏ cái kia vô thượng tồn tại, mọi thứ đều không tồn tại, tinh thần, tinh hạt, tinh hệ, thậm chí cả không gian, thậm chí là thời gian, đều bị hủy diệt. Tho sợ choáng váng tiếp lấy nhường hắn càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, cái kia bị hủy diệt, ở cái kia vô thượng tồn tại một cái ý niệm trong đầu phía dưới, cấp tốc hồi phục chỉ là trong chớp mát. Toàn bộ vũ trụ khôi phục như lúc ban đầu. ầm một tiếng, miêu miêu trùy rớt xuống đất. Thò không biết mình là khi nào lấy lại tinh thần, hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như một pho tượng, thanh âm cực kỳ khô khốc, phụ thân. Mẫu thân, Loki, có ai có đây không? bất kể là ai, nhanh, mau đỡ ta một cái, ta sợ tè ra quần, cùng lúc đó. Tần thời minh nguyệt thế giới thủy hoàng đế doanh chính. Hokage thế giới Uchiha Madara. Chunibyo thế giới bên trong Takanashi Riker. One Piece thế giới bên trong ấy. Bọn họ đều ở một địa phương không người, thấp giọng niệm tụng tụng thần thiên khi bọn hắn niệm tụng hoàn tất thấy được vũ trụ trung tâm cái kia to lớn vô thượng tồn tại về sau đều kinh hãi sắc mặt tái nhợt toát ra mồ hôi lạnh thủy hoàng đế doanh chính run rẩy ngồi phịch ở trên long ỉ đó đó là thật sao gần đất xa trời uchiha madara ho kịch liệt lên madara đại nhân ngươi không sao chứ một cái bạch giê -xu từ bức tường bên trong ló đầu ra, nhìn xem Uchiha Madara, lo lắng nói. Uchiha Madara khoát tay áo, ngay sau đó bỗng nhiên đứng lên, tránh ra khỏi ngoại đạo ma tượng sinh mệnh tiếp tế, hắn giả nua dung nhan ở bạch giê -xu khiếp sợ nhìn soi mói phát sinh biến hóa, trắng bạch tóc hóa thành hắc sắc, tuế nguyệt nếp nhăn bị vuốt lên, hơi hơi cong lên lưng eo thẳng lên, hắn vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát phản lão hoàn đồng. Không những không có chuyện gì, ta cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Ta không những phản lão hoàn đồng, lại thực lực đã gia tăng rất nhiều. Uchiha Madara nắm quả đấm một cái, cặp mắt cấp tốc hóa thành Mangekyo Serinyan, một cỗ khí thế kinh khủng khuếch tán mà ra, để trên tường bạch giê rơi xuống đất. Thần lực gia hộ sao? Tương đương tương đương tương đương cái kia tồn tại đúng là thật. Khó có thể tin, khó có thể tin, Chunibio thế giới. Kinh câu học viện, thời gian tan học mắt phải mang theo chữa bệnh và chăm sóc bịt mắt trên ót có một căn ngốc mau trên cổ tay trái quấn lấy chữa bệnh băng gạc tên là takanashi ricker tự kỷ thiếu nữ sắc mặt trắng bạch yên lặng từ nhà vệ sinh trở lại trong phòng học sau đó cuộn mình đến dưới bàn học tương đương tương đương tương đương các bạn học đều nhìn ngốc takanashi đồng học ricker chan người đây là Takanashi Ricker đem đầu thật sâu giấu đi, tương đương tương đương tương đương nơi này là kiên cố nhất nơi ẩn núp, tà vương chân nhãn thành lũy cuối cùng, là thiên sứ cũng vô pháp đặt chân địa phương. Tà thần, tan đi. Ô ô ô, hảo đáng sợ, mụ mụ, tỉ tỉ, one piece thế giới bên trong biển rộng vô bờ phía trên, băng hải tặc dâu trắng, Moby đích đầu thuyền bên trên, Ader đẫn ngồi ở kia, lần ngồi xuống này, chính là một ngày, cho băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đoàn đều lo lắng hỏng. Dâu trắng mang theo bình nước biển, ngụm lớn uống một hớp rượu, nghi hoặc nhìn đầu thuyền A, hai tử kia. Đã trải qua cái gì, keng? Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực, phát động chung cực thuế biến. Hoàn thành lột xác, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một sợi tiên thiên nguyên khí, keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực, phát động trung cực thuế biến, keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực, phát động trung cực thuế biến, keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực, phát động trung cực thuế biến, keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một điểm tín ngưỡng chi lực, phát động trung cực thuế biến, tương đương tương đương tương đương cái gì, Sở Huyền Ca đột nhiên đứng lên, trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Tiên Thiên Nguyên Khí, Sở Huyền Ca kinh ngạc nói, ngay sau đó cưỡng chế kích động trong lòng. Tiên Thiên Nguyên Khí, ngàn vạn tín ngưỡng chi lực đều mua không được một sợi, cho dù là chủ thần đều muốn đỏ con mắt đồ vật. Diệu dụng vô tận chẳng những có thể như tín ngưỡng chi lực một dạng có thể mở rộng thần quốc, lại còn có thể để thần minh tiến vào ngộ đạo trạng thái, ra tốc đối đại đạo lĩnh hội tốc độ. Ta liền dễ dàng như vậy chiếm được năm sợi tiên thiên nguyên khí. Cái này, sở huyền ca cố nén đem tiên thiên nguyên khí lấy ra xúc động, hắn không dám ở nơi này lấy ra, mặc dù mật thất bên trong rất an toàn, ở trong này tu luyện, thiên thần đều không thể nhìn trộm nhưng tiên thiên nguyên khí quan hệ trọng đại cho dù là lại cẩn thận đều không đủ chờ ta về đến nhà ở bản thân tiểu thần giới bên trong lại rút ra a à, không nhất thời vội vã không được đem tiên thiên nguyên khí bại lộ ở ngoại giới sở huyền ca bình phục tâm tình kích động xuyên thấu qua quần viên tín ngưỡng liên tiếp để ý thức trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận đi tới quần hữu vị trí ngũ phương thế giới bên ngoài thấy được giờ phút này hoài nghi cuộc sống năm cái quần viên sở huyền ca buồn cười lắc đầu liền bị giật mình những cái này ngốc sâu quần hữu vừa mới nguyên một đám không phải thật điên sao xem bọn hắn trong thời gian ngắn là hoãn không được ta liền đi về trước a à, ra mật thất huyền ca một cái bộ dáng thiếu niên thần minh hướng sở huyền ca lên tiếng chào cười đi tới mở ra thần quốc sở huyền ca gật gật đầu mở ra không cần lo lắng bị quét xuống thiếu niên cười ha ha một tiếng lộ ra rất vui vẻ ta liền biết huyền ca ngươi có thể chỉ là mở ra một cái thần quốc mà thôi hừ cái này có gì tốt đắc ý một người dáng dấp cay nhiệt thân hình to mập thiếu niên cười lạnh nói Nhất là ngươi, sở huyền ca, chọn vẹn hao tốn 20 năm mới mở ra thần quốc, thực sự là đem chúng ta lạc nguyệt thư viện mặt đều mất hết, còn có mặt mũi cười. Không có quy tắc, hãy chờ xem, ba ngày sau thư viện thi đấu, các ngươi vẫn như cũ sẽ chỉ là pháo hôi, đái khuyết đức, ngươi phách lối cái gì. Liền ngươi điểm này tu vi, thi đấu lúc cũng chỉ có thể làm pháo hôi a à, làm sao, ngươi còn muốn tải nghệ trấn áp quần thần hay sao. Si tâm vọng tưởng Hừ, Ngô Nguyệt các ngươi cho lão tử chờ lấy, thi đấu thời điểm, lão tử để cho các ngươi mở mắt một chút. Có gan đến lúc đó đừng cầu xin tha thứ. Nhìn xem Đái Khuyết Đức phách lối bóng lưng rời đi, Ngô Nguyệt không cam lòng xì một tiếng, không phải liền là thông qua vuốt mông ngựa dính vào Lâm Vân phi sao? Thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên. Bại não, Huyền ca, ngươi đừng để trong lòng. Lần này thi đấu cũng có áp lực, ngươi mới vừa vặn mở ra thần quốc ta mở ra thần quốc cũng không bao lâu, lần này thi đấu chúng ta khẳng định không đùa, nghe nói cái kia Lâm Vân Phi. Mộc Thanh Thanh bọn người đã đột phá trung vị thần. Ai tương đương tương đương bất quá chúng ta đã thành thần, Tuế Nguyệt kéo dài, lặng lặng tu luyện 60 năm lại đi tranh một chuyến Bắc Minh thần phù tư cách nhập học cũng là có thể, Sở Huyền cam mỉm cười nếu là chưa mở ra thần quốc phía trước hắn gặp gỡ đái khuyết đức như vậy trào phúng nhất định sẽ nổi giận. nhưng bây giờ không đồng dạng tâm tính không đồng dạng tương đương tương đương tương đương cái kia đái khuyết đức chỉ là hạ vị thần trong mắt hắn giống như một chỉ nhảy nhót châu chấu. hắn há lại sẽ cùng một cái tiện tay liền có thể bóp chết châu chấu chi khí bất quá giáo huấn vẫn là muốn dạy dỗ đáng tiếc có thần luật tồn tại không có lý do hợp lý đánh thần là phạm pháp cho nên chỉ có thể chờ đợi ba ngày sau tỉ thí thư viện thi đấu a à? sở huyền ca ánh mắt lấp lóe không có cơ hội sao không ta nhưng là muốn đi tranh một chuyến đương nhiên hắn hiện tại đối bắc minh thần phủ tư cách nhập học cũng không có hứng thú gì có hệ thống cùng group chat Bắc Minh Thư Viện dạy bảo cùng tài nguyên đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, đến trường còn lãng phí hắn thời gian. Bất quá lần này thi đấu thứ nhất ban thưởng vẫn đủ phong phú, vẻn vẹn tín ngưỡng chi lực thì có 200 vạn đây. Có khoản này tín ngưỡng chi lực thì có thể làm cho phụ mẫu từ biên hoang lui ra ngoài, nơi đó, thực sự quá nguy hiểm. Sau khi thành thần liền gia nhập group chat lạc nguyệt thức nguyên sơ chi thần như bước. Cầu đề cử nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com rời đi thư viện sau khi về đến nhà sở huyền ca liền không kịp chờ đợi khởi động trong nhà tất cả thần đạo trận văn sau đó quăng người vào tự thân tiểu thiên giới đứng sừng sững ở thập trọng thiên phía trên nhìn xem đầy trời thần ảnh đối với mình lễ bái những cái này thần ảnh từng bày, thần hệ rõ ràng, mặc dù thập trọng thiên hiện tại rất nhỏ, nhưng bọn hắn vị trí, lại là bọn hắn bản thân sáng tạo đại thế giới bên trong. Tương đương tương đương tương đương cái kia côn lôn, linh sơn, Olympus, thiên đường, cửu giới. Có thể thấy rõ ràng. Cho nên thập trọng thiên bên trong kỳ thật cũng không lộ ra chen chúc. Sở huyền ca lật tay xuất ra một tòa thần hà lập lòe thần điện, đặt tầng thứ 10 tương đương tương đương tương đương hiện tại thập trọng thiên rất nhỏ thần điện này rơi vào thải vân bên trên thoạt nhìn rộng lớn nhưng thực tế cũng không lớn bất quá về sau theo hắn không ngừng mở ra thập trọng thiên thần điện này thể tích cũng sẽ đi theo mở rộng thần điện này là hắn phụ mẫu đưa cho hắn trưởng thành lễ vật thực sự là thiếu cha mẹ nhiều lắm sở huyền ca nắm tóc mặc dù thần ở bản thân thần quốc bên trong tựu như thiên đạo, ngôn xuất pháp tùy, gần như vô địch, sáng tạo một tòa thần điện dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế lại không phải. Thần giới bên trong vật chất há lại như vậy dễ dàng liền có thể sáng tạo. Thần giới một giọt nước rơi vào hạ giới, liền có thể đánh xuyên một khỏa tinh thần, chỉ bằng vào hạ vị thần, muốn ở bản thân thần quốc bên trong sáng tạo ra thần giới vật chất, nghĩ cùng đừng nghĩ ít nhất phải trở thành chủ thần mới được. Đương nhiên, sáng tạo hạ vị thế giới vật chất cũng rất đơn giản, nhưng thần minh cũng sẽ không làm như vậy, hạ giá. Mà phụ mẫu tiễn hắn tòa này thần điện, chính là hoàn toàn do thần giới vật chất chế tạo, giá cao chót vót, rơi vào hạ vị thế giới, có thể tùy tiện áp sập một mảnh tinh hệ. Ta cái này thiên giới vật chất càng thêm khủng bố, bị trung cực thuế biến qua, nếu không phải ta cảnh giới không xứng đôi, không thể hoàn toàn nắm vững tiểu thần giới lực lượng. Chỉ bằng vào ta đây tiểu thần giới liền có thể nghiền ép chủ thần, nếu như có thể hoàn toàn nắm vững nơi này tất cả đại đạo, trí cao chúa tể cũng chỉ thường thôi, ba ngày sau, chăm chỉ tu luyện A. À. Sở huyền ca bước vào thần điện bên trong, ngồi ở trên thần tọa, có chút kích động lấy ra năm sợi tối tăm mờ mịt khí lưu. Này khí lưu thần hà sáng chói, thần bí khó lường, ở trong đó thậm chí có thể nhìn thấy vũ trụ diễn biến, rất nhiều pháp tắc xen lẫn ở trong đó, nhật nguyệt tinh thần lên lên xuống xuống. Sở Huyền Ca không kịp chờ đợi đem năm sợi tiên thiên nguyên khí một ngụm nuốt vào, lập tức liền cảm thấy bản thân tiến vào một loại huyền diệu vô cùng trạng thái. Chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ sao? Ta nên tu luyện cái gì? nửa canh giờ này cho dù có thể thời khắc quan sát pháp tác cũng rất khó để cho ta triệt để lĩnh ngộ một loại pháp tác ít nhất phải ở vào cái trạng thái này hơn tháng thời gian mới có thể nửa canh giờ quá ngắn đúng rồi lạc nguyệt thức ngược lại là có thể tu luyện một chút lạc nguyệt kiếm pháp lạc nguyệt kiếm pháp lạc nguyệt thư viện thành danh kiếm pháp tu luyện tới đại thành nắm vững lạc nguyệt thức có thể để người ta đụng chạm đến dễ hiểu nguyệt chi pháp tác chi lực mà tu luyện tới viên mãn liền có thể hoàn toàn nắm vững một loại nguyệt chi pháp tác nửa canh giờ hẳn đủ để cho ta nắm vững lạc nguyệt thức tốt liền tu luyện lạc nguyệt kiếm pháp sở huyền ca nhất niệm câu thông tiểu thiên giới gọi một cái thần ảnh cái này thần ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại sáng chói lóa mắt như thiên công tạo hóa lấy thiên địa tinh túy tương đương tương đương tương đương cái này thần ảnh trên người tản ra khí tức thần bí sau lưng một vòng trăng tròn trán phóng nguyệt chi pháp tác hào quang tương đương tương đương tương đương cái này thần ảnh chính là côn lôn thần hệ nguyệt thần cũng chính là thái âm chân quân từ ba đầu nguyệt chi pháp tác sen lẫn hiển hóa mà thành nàng xem như chậm chậm đi tới lại trong nháy mắt đi tới trong thần điện cung cấp sở huyền ca thưởng thức sở huyền ca mặc dù không cách nào chi phối thần ảnh không thể mệnh lệnh thần ảnh thay mình làm việc nhưng điều khiển bọn hắn ở tiểu thiên giới bên trong di động vị trí vẫn là có thể tương đương tương đương tương đương lúc này có thể khuynh thiên địa mỹ sắc phía trước lại bị sở huyền ca hoàn toàn không nhìn trong mắt của hắn chỉ có nguyệt thần trên người cái kia bản chất nhất nguyệt chi pháp tác pháp tác liền hiển hóa ở trước mắt lại có tiên thiên nguyên khí tương trợ sở huyền ca lĩnh hội tốc độ nhanh kinh người lạc nguyệt kiếm pháp cấp tốc trưởng thành khí tức trên thân cũng nhanh chóng kéo lên nhất thời hai khắc hắn trên người tràn ngập ra từng sợi nguyệt hoa chi tức sau lưng xuất hiện một vòng nguyệt nha từ từ đi lên nguyệt chi pháp tác vờn quanh thần điện nửa canh giờ nháy mắt mà qua sở huyền ca trong mắt thần quang nở rộ bỗng nhiên từ trên thần tọa phi thân lên trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm thần một kiếm bổ ra như một vòng nguyệt nha từ trời rơi xuống như thiên địa cực tốc nhanh kinh tâm động phách một kiếm rơi vào thần điện sàn nhà lại bổ ra một vết kiếm hằn sâu lạc nguyệt thức sở huyền ca cầm trong tay thần kiếm trên mặt ý cười tràn ngập một kiếm này uy lực nếu không giống như hắn một dạng đụng chạm đến pháp tắc giáp danh trung vị thần tuyệt đối ngăn không được một lần này thư viện thi đấu ta là có thể rút ra thứ nhất sở huyền ca thoải mái cười to cái kia lâm vân phi mộc thanh thanh đám người ỷ vào ra thế có đại lượng tư nguyên trồng chất vẻn vẹn mười mấy năm liền đem thần quốc mở ra đến một vạn bình phương trở thành trung vị thần nhưng cũng chỉ thế thôi tương đương tương đương tương đương cho dù bọn họ có trưởng bối triển lộ pháp tác để bọn hắn quan sát lĩnh hội, nhưng lấy ra thế của bọn hắn, hẳn là cũng mua không được tiên thiên nguyên khí loại này trí bảo. Không cách nào giống sở huyền ca như vậy ngắn ngủi trong chốc lát liền đem lạc nguyệt kiếm pháp tu luyện tới đại thanh, nắm vững lạc nguyệt thức. Phổ thông hạ vị thần chạm đến pháp tác giáp danh, chiến lực liền có thể tăng vọt gấp trăm lần, sánh ngang chung vị thần mà sở huyền ca cái này hạ vị thần mượn nhờ tiểu thần giới liền có thể sánh ngang trung vị thần hiện tại chạm đến nguyệt chi pháp tác giáp danh nắm vững lạc nguyệt thức bình thường trung vị thần đối với hắn mà nói tự như giống như gà đất chó sành yếu ớt không chịu nổi năm sợi tiên thiên nguyên khí tiết kiệm được gần ngàn năm lĩnh hội chi công chủ thần đều sẽ đỏ mát đáng tiếc chỉ có năm sợi sở huyền ca ngồi trở lại trên thần tọa cười lắc đầu ta lòng quá tham tiên thiên nguyên khí cho dù là thần vương cũng rất khó đem tới tay ta lập tức chiếm được năm sợi còn có cái gì không biết đủ hơn nữa có hệ thống cùng group chat về sau hơn phân nửa còn có cơ hội thu hoạch được tiên thiên nguyên khí mà lần này có thể thu được năm sợi tiên thiên nguyên khí cũng may mà năm cái kia quần viên tìm một cơ hội ban thưởng bọn họ một vài thứ a à. Vừa nghĩ đến đây, sở huyền ca đem ý thức vùi đầu vào group chat bên trong. Trì thần, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Đại tần Long Đế, trì thần, nguyên sơ tri thần nghiêu bức. Nguyên sơ tri thần vĩnh viễn là ta thọ idol. Ta vĩnh viễn đi theo nguyên sơ tri thần. Khàn cả giọng, dây đại tần Long Đế. Chẫm. Không, ta cũng vậy, ta nguyện ý nâng nhất quốc chi lực, vì nguyên sơ chi thần truyền bá tín ngưỡng, từ nay về sau, nguyên sơ chi thần vĩnh vĩnh viễn viễn chính là ta Tần Quốc Tín Phụng chi thần. Ta hiện tại liền phân phó, làm cho mỗi một quận, mỗi một huyện, mỗi một thôn, thậm chí mỗi một đình đều xây dựng lên nguyên sơ chi thần thần miếu. Làm cho cả đại Tần Quốc đô đắm chìm trong chân thần thần ân phía dưới, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất không hổ là các ngươi trùy thần làm sao nghe lời này ngươi còn đối ta thần có một tia nghi vấn hủy diệt vũ trụ cảnh cáo jpg đại tần long đế hủy diệt vũ trụ cảnh cáo jpg hokage thế giới bên trong uchiha madara trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người vội vàng ở trong quần nói ta không phải, ta không có, các ngươi đừng nói nhảm, ta vĩnh viễn tín phụ nguyên sơ chi thần, phá âm, tà vương chân nhãn. Vũ trụ hủy diệt, thật là đáng sợ, trốn trong chăn run lẩy bẩy. Dây PG, hỏa quyền, tương đương tương đương tương đương các ngươi tâm tính không sai. Kiến thức đến kinh khủng như vậy một màn, thế mà liền nhanh như vậy tỉnh lại ông trời ơi, ta bây giờ còn lòng còn sợ hãi, ta bây giờ mới biết, chỉ thần trong miệng vũ trụ là dạng gì, mà chúng ta chỉ là sinh hoạt tại trong vũ trụ một cái hình cầu bên trên. Mà giống như vậy tinh thần vũ trụ không biết có bao nhiêu viên. Giống như hằng xa một dạng, mà một khỏa tinh thần đối với chúng ta liền đã vô tận lớn, chúng ta đều ra không được. Thế nhưng là cái kia từng khỏa tinh thần so sánh nguyên sơ chi thần hơn nữa, chỉ là nhẹ nhàng giật giật, vô số tinh thần hủy diệt, cái gì đều không tồn tại. Đây quả thực, ta khó có thể tưởng tượng, ta hiện tại nhận thức đều mẹ nó băng nha. Ta chỉ muốn nói, nguyên sơ chi thần nghiêu bước, phá âm, sau khi thành thần liền gia nhập group chat tế tự thiên. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, đại tần long đế, ta cũng là mới biết được chúng ta dưới chân thổ địa dĩ nhiên là tròn mà lớn như vậy thế giới, so sánh thần thân thể, lại giống như đất cắt một dạng nhỏ bé, chỉ thần. Các ngươi đều đang rung động thần hủy diệt vũ trụ, mà ta rung động là thần nhất niệm để yên diệt vũ trụ khôi phục, sáng tạo vĩnh viễn so hủy diệt khó khăn. Hơn nữa nhìn thần dáng vẻ còn rất nhẹ nhàng, ta hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, thế giới khởi nguyên chính là nguyên sơ chi thần. Tất cả thế giới đều là do thần sáng tạo đối thần mà nói, sáng tạo một phương vũ trụ chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Rất hiển nhiên, ta tam quan nát. Dây hỏa quyền. Rất hiển nhiên, ta tam quan nát. Dây ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Rất hiển nhiên, ta tam quan nát. Dây PG, đại tần long đế. Rất hiển nhiên, ta tam quan nát. Dây yên lặng nhìn xem group chat sở huyền ca thần sắc cổ quái sáng tạo vũ trụ hắn có thể làm không đến chỉ có trở thành thiên thần mới có thể sáng tạo vũ trụ nhưng sáng tạo vũ trụ chính là tịch diệt vũ trụ không cách nào sinh ra sinh mệnh chỉ có chủ thần sáng tạo vũ trụ ở vô số trong năm tháng mới có thể đản sinh ra sinh mệnh mà trở thành thần vương mới có thể chân chính sáng tạo sinh mệnh trên thực tế, hắn liền hủy diệt một phương vũ trụ đều làm không được, chỉ là trong nháy mắt tiêu diệt gần 100 tinh hệ, mà những cái này quần hữu tầm mắt có thể khuếch tán bao xa. Bọn họ chỉ biết là, sở huyền ca giật giật thân thể liền đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt, liền cho rằng là hủy diệt vũ trụ, trên thực tế chỉ là tiêu diệt gần 100 tinh hệ mà thôi. Mà một phương vũ trụ tinh hệ nhiều như hằng xa bất quá sở huyền ca muốn đúng là cái hiệu quả này bằng không những người này nguyên một đám tâm cao khí ngạo cũng không khả năng tùy tiện trở thành hắn thần sứ vì hắn truyền giáo tóm lại ở trong quần đợt này bức không có phí công trang tương đương tương đương tương đương hiện tại năm người này cũng đã là bản thân tín đồ bọn họ khi nhìn đến hình ảnh của mình lúc liền liên tiếp cống hiến ra tự thân tín ngưỡng bản thân còn vì thế thu hoạch năm sợi tiên thiên nguyên khí trì thần, ta hiện tại liền đi vì thần chuyện truyền bá tín ngưỡng, trước tiên đem tín ngưỡng truyền bá đến cửu giới, tiếp theo lại truyền bá đến toàn bộ vũ trụ, đại tần long đế. Ta đã hạ lệnh để triệu cao đi kiến tạo nguyên sơ thần điện, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ta niệm tụng tụng thần thiên, thần lực gia hộ, trùng hoạch thanh xuân, lực lượng đại tăng, kế hoạch ban đầu đã bị ta bỏ qua, ta hiện tại một lòng chỉ muốn vì thần chuyện truyền bá tín ngưỡng, có lẽ. Năm đại nhẫn thôn tất cả mọi người tín ngưỡng thần một khắc này, toàn bộ giới ninja mới có thể ngênh đón chân chính hòa bình a, à, hòa quyền. Hòa bình sao? Trấn Kinh, ngươi cái này cao ngạo hết sức, mũi vảnh lên trời, giống như là đại phản phái một dạng gia hỏa, lại còn có như thế cao quý lý tưởng, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Đại Tần Long đế, hòa bình sao? Chậm nhất thống lục quốc trong thiên hạ đều là ta đại tần quốc thổ, chiến loạn đã sớm bị lắng lại, Bách tính An cư lạc nghiệp, chậm bây giờ lý tưởng chính là trường sinh, mà một điểm này. Chỉ cần tín phụng nguyên sơ chi thần là được rồi a, à, Tà Vương Chân Nhãn, a à còng nguyên sơ chi thần, ngài trung thành nhất tín đồ, Tà Vương Chân Nhãn hướng ngài vấn an. Ta không có lớn như vậy lý tưởng, không cầu hòa bình, cũng không cầu trường sinh, chỉ cầu có thể cùng chết đi phụ thân gặp lại một mặt, vĩ đại thần A. Ngài có thể thỏa mãn ngài nho nhỏ tín đồ một cái này nguyện vọng duy nhất sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ cố gắng vì thần đại nhân truyền bá tín ngưỡng, chỉ thần. Hỏa quyền, đại tần long đế, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, A công tà vương chân nhãn người dũng khí này ta tán đồng ở đảm lượng bên trên ta uchiha madara nguyện xưng ngươi là mạnh nhất tho hỏa quyền danh chính uchiha madara nhìn xem takanashi ricker thao tác đều đành phải nuốt nước bọt nhìn qua nguyên sơ chi thần một đoạn kia hình ảnh về sau bọn họ ở trong quần nói chuyện phiếm đều cẩn thận sợ nói sai một câu mà takanashi ricker lại có dũng khí đi trực tiếp đi a còng sở huyền ca ở không biết sở huyền ca tính tình làm sao lúc bọn họ là tuyệt đối không dám giống Takanashi Ricker như vậy đi quấy giày sở huyền ca. Thời khắc chú ý group chat sở huyền ca nhìn thấy Takanashi Ricker phát biểu, không khỏi tựa ở trên thần tọa nghĩ nghĩ. Takanashi Ricker thế giới kia chính là một cái bình thường thường ngày thế giới, không có khác thường, không có siêu năng lực, càng không có thiên đạo luân hồi, người chết thì đã chết linh hồn sẽ không tồn tại thì cốt sẽ mục nát thành cho trăm ngàn năm sau cái gì đều sẽ không còn lại bất quá vấn đề này đối với hắn mà nói cũng không khó tại hạ vị thế giới hắn có thể đem takanashi ricker phụ thân từ quá khứ vớt đi ra trong quần năm người đều cho hắn cống hiến một sợi tiên thiên nguyên khí hắn đang nghĩ ngợi ban cho bọn họ gì đây tất nhiên dạng này liền đem cái này xem như takanashi ricker ban thưởng tốt bản thân đối các tín đồ hiển hiện, hiện thần tích còn có thể khiến cái này các tín đồ càng thêm khăng khăng một mực vì hắn truyền bá tín ngưỡng nhất cử lưỡng tiện bất quá cũng không thể liền ngay thẳng như vậy đáp ứng mặc dù bọn họ vì chính mình cống hiến năm sợi tiên thiên nguyên khí nhưng bọn hắn bản thân cũng không biết nếu như liền dễ dàng như vậy đáp ứng chẳng phải là ra vẻ mình rất hạ giá Người vô duyên vô cớ thỉnh cầu một lần ta liền ra tay giúp đỡ, coi ta là cái gì? Công cụ thần, đây nhất định không được, phải tìm ban thưởng bọn hắn lý do. Sở huyền ca tự hỏi, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp. Sau đó hắn liền ở trong quần upload một phần văn kiện. Keng, nguyên sơ chi thần upload một phần văn kiện tế tự thiên. Takanashi Ricker ở A còng sông sở huyền ca về sau, trong lòng cũng là cực kỳ long đong, có chút hối hận, gặp sở huyền ca chậm chạp không có trả lời, càng là sợ co lại trong chăn run lẩy bẩy. Sợ bản thân can đảm hành vi chọc giận vị kia tồn tại trí cao, để vị kia hạ xuống một đạo thần phạt, làm cho mạng nhỏ mình xong đời mà ở như vậy bất an chờ đợi cuối cùng lại chờ đến sở huyền ca upload một phần văn kiện trong lòng sửng sốt một chút vội vàng lựa chọn download mà bốn vị khác quần viên cũng nhao nhao download tần thời minh nguyệt thế giới danh chính ngồi ở trong ngự thư phòng ý thức vùi đầu vào group chat bên trong tỉ mỉ nhìn xem sở huyền ca upload tế tự thiên nội dung sợ để lọt một chữ hướng trí cao nguyên sơ chi thần tế tự xây dựng tế đàn phối hợp tế tự văn tế phẩm là cái gì không trọng yếu trọng yếu là tâm nhất định phải thành như thế trí cao nguyên sơ chi thần liền sẽ hạ xuống ban ân ban ân a chỉ là niệm tụng qua một lần tụng thần thiên ta liền cảm giác thân thể tráng kiện rất nhiều chân khí trong cơ thể tăng lên gấp nam về mặt chiến lực thậm chí có thể cùng cái nhiếp vật tay đây chẳng qua là nguyên sơ chi thần ban cho không có ý nghĩa ban ân thôi liền để ta trở thành đỉnh cấp cao thủ nếu như thông qua hiến tế thần tự mình giáng lâm ban cho ta ban ân phần kia ban ân đối với người mà nói lại nên là kinh khủng cỡ nào a à, nói không chừng có thể cho ta giòm ngó trường sinh vừa nghĩ đến đây doanh chính cấp tốc từ group chat bên trong lui ra mở ra uy nghiêm hai mắt triệu cao ở đâu nô tỳ ở canh giữ ở bên ngoài triệu cao nghe vậy cấp tốc tiến vào thư phòng hướng về danh chính hạ bái danh chính ánh mắt rời về phía bàn dài ngay sau đó cầm bút ở trên trang giấy đem tế đàn kiểu dáng vẽ ra sau đó ném cho triệu cao lấy thượng hạng ngọc thạch cho chấm dựa theo tế đàn xây dựng lên ta cho ngươi một ngày thời gian xây dựng hoàn tất về sau, đi thông tri thân ở tại Hàm Dương thành bên trong văn võ bá quan, còn có âm dương gia, đạo gia thiên tông người, liền nói chẫm muốn ở ba ngày sau cử hành quốc tế. Để bọn hắn cần phải đến đây, triệu cao tiếp nhận trang giấy liếc nhìn, ánh mắt dừng lại, vội vàng cúi đầu xuống, nô tỉ nhớ. Nhìn xem triệu cao rời đi, doanh chính đi ra thư phòng, đối thủ về ở bên ngoài cái nhiếp nói tiên sinh, chậm muốn đi quốc khố tuyển mấy thứ bảo vật tiên sinh bồi chậm cùng nhau đi a. À. Cái nhiếp sừng sốt một chút, ngay sau đó hành lễ tuân mệnh.